đạo diễn Lý Huệ Dân, Dư Minh Sinh, giám chế Dương Thụy, Phí Dũng, nhà sản xuất Trương Lâm Lâm, biên kịch Bác Hoa, các diễn viên Giả Tịnh Văn trong vai Hương Tuyết Nhi, Quỳnh Thiếu Kỳ trong vai Bạch Lãng, Tôn Hưng trong vai Kiều Hiển Nông, Liêu Hiểu Cầm trong vai Bạch Bình, Lưu Đình Dụ trong vai Ôn Tình, Hạ Tái Phi trong vai Hồ Anh, Trần Long trong vai Mã Hiền Lương, Cao Hâm trong vai Trường Quý Đình và một số diễn. Sau khi nhận được thông báo của ông chủ Kiều thì tôi mừng có đem thức ăn khuya tới gõ cửa phòng của cô Bạch. Nhìn vẻ mặt cô ấy rất bình tĩnh, nhìn vào đâu có vẻ như là nghỉ quẩn. Có ai tự tử mà khua chiên gõ trống không? Được được, mời bên này. Chính là phòng này ông chủ Kiều. Mở cửa ra đi, mau mở cửa ra. Mau lên, ông chủ Kiều. Không cần đâu ông chủ Kiều. Mau mở cửa ra đi. Bình à, là anh đây. Bình à, anh là Hiển Đông đây. Bình à, mở cửa ra đi. Bình à, là anh Hiển Long đây. Nếu em không mở cửa anh đọc đó. Ông chủ Kiều, dù sao cô ấy cũng là khách của khách sạn. Tôi không biết, xảy ra án mạng anh chịu nha. Được rồi. Bình à, Bình, 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 Bình. Sao em làm cái chuyện khờ dại như vậy hả? Bình, em làm gì vậy? Mau gọi xe cứu thương đi, mau lên. Chị Bạch dẫn cô vào ngành điện ảnh. Đối với tin đồn cướp đoạt người yêu của người khác, cô có muốn nói gì không? Mời mọi người ra ngoài cho. Xin lỗi, đây là bệnh viện, không vào được đâu. Cô Hương Tuyết Nhi à, làm mà nói vài câu đi. Đi đâu vậy? Tôi tới thăm cô Bạch Bình. Xin lỗi, hiện giờ cô không thể gặp cô ấy. Tại sao? Vụ án này vẫn còn đang được điều tra. Hơn nữa cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh thôi. Nếu như hai vị có ý kiến, có thể khiếu nại với tổng thám trưởng của chúng tôi. Ông chủ Kiều, tôi kêu ông Hứa cho ông về nghỉ ngơi nghe. Đợi chị Bạch tỉnh rồi, tôi sẽ điện nói ông biết. Không cần đâu. Ông chủ Kiều à, tôi nói không cần. Ra ngoài đi.
Cô tới làm gì? Tôi có thể vào thăm chị Bạch không? Bây giờ thì cô quay rồi. Cô muốn lột da lấp xương giết chị Bạch không còn manh giáp cô mới chịu có phải không? Anh Hàng à, cô đừng có nói nữa. Công lý ở trong lòng mọi người, người lấy quán trả ơn như cô, sớm muộn gì cũng gặp quả báo. Rốt cuộc chị Bạch sao rồi? Đã qua cơn nguy kịch chưa? Cô lại ở đây nước mắt cá sấu chứ gì? Cô hãy dàn ngay cho tôi, nếu không tôi không khách sáo với cô đâu. Chị tiểu muội, chúng ta đi thôi. Cô hai quấy sao rồi? Chúng ta vừa đi vừa nói. Cậu ba tôi không có ở Thượng Hải, một mình bà thím như tôi thật không biết phải làm thế nào hết. Chị tiểu muội, chị yên tâm, mọi chuyện có Hàng Đông tôi rồi. Tôi tuyệt đối không cho ai đè đầu cưỡi cổ chị Bạch, làm rối tung mọi thứ, làm sằng làm bậy đâu. Đi. Bình là anh đây. Em cũng thiệt tình. Anh cưới em rồi thì sao? Anh không phải là một người chồng tốt. Cho dù em lấy anh rồi, anh cũng sẽ không làm em hạnh phúc được đâu. Điều này em biết rõ hơn anh mà. Sao em lại làm ra chuyện dại dột này chứ? Có phải em muốn nói gì không? Em đừng nói, đừng nói gì hết. Cứ nằm nghỉ đi. Nằm nghỉ đi. Bình, em làm gì vậy? Em chán sống rồi phải không? Nằm yên đi. Vô ích thôi. Em vẫn sẽ chết thôi. Nằm yên đi, em nằm yên. Anh không phải là thượng đế, anh không cản được em đâu. Em nói những câu này làm gì? Em muốn anh vì em ấy nấy suốt đời có phải không? Có đáng không? Anh có đáng cho em làm vậy không? Em muốn chết có phải không? Được lắm. Bây giờ anh điện cho nhà tang lễ Dạng Bắc, đặt sẵn quan tài cho em. Em thích bằng đồng hay bằng gỗ? Bình à, em điên rồi, đừng có rút ra. Em chán sống sao hả Bình? Em làm gì vậy? Em chán sống rồi phải không? Em nối tiếp con đường của Dương Minh, lại thêm một trò cười ở Thượng Hải, mất hết mặt mũi, chỉ bằng chết quách đi cho rồi. Em không cần quan tài gì hết. Sau khi em chết đi, em muốn anh hỏa táng thi thể của em rồi ném tro của em xuống biển. Em không muốn bị chôn ở dưới đất, để cho người ta tiếp tục chỉ trỏ này nọ, châm chọc mỉa mai đâu. Đừng mà, em nằm yên đi. Nằm yên đi được không? Được rồi. Ông chủ Kiều, anh có oai hơn, độc tài hơn nữa, anh cũng không thể ngăn cản em đi tìm cái chết. Hôm nay em không chết, hôm khác em vẫn sẽ tự tử. Không lẽ anh định giữ chặt tay em như vậy suốt đời không buông sao? Bạch Bình, em nghe rõ đây, cả đời anh làm bất cứ chuyện gì cũng đều không giải thích. Hôm nay là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Anh và Hương Tuyết Nhi từ đầu tới cuối không hề có quan hệ mờ ám. Anh thấy cô ấy có sức quyến rũ, có một ngôi sao, cho nên mới định ký hợp đồng với cổ. Anh làm vậy cũng muốn chứng minh Kiều Hiển Đông anh vẫn còn tài năng và biết nhìn người. Những cái khác, bất cứ cái gì cũng đều không có. Em không là gì của anh hết. Em không có tư cách xen vào chuyện của anh. Anh muốn lăng xê ai, muốn yêu ai cũng đâu liên quan tới em. Em tin cũng được, không tin cũng được. Từ đầu tới cuối, mỗi một câu anh nói đều là sự thật. Hôm nay anh ở bệnh viện với em lâu như vậy, nói mỗi một câu cũng đều là sự thật.
Nếu em vẫn muốn khăng khăng làm theo ý định của mình, đòi tự tử, được, em tự tử đi. Em tự tử đi, anh để em chết đó. Được, anh muốn em tin anh cũng được. Chỉ cần anh thể hiện thành ý của mình, em sẽ tin anh. Em muốn anh lập tức từ bỏ ý định ký hợp đồng với Hương Tuyết Nhi. Đồng thời em muốn anh hứa với em, từ nay về sau không được qua lại với cô ta. Bình, em có biết em đang uy hiếp anh không? Anh nể mặt em, em không cần, em được đặt chân lên lần đầu phải không? Chuyện của anh không cần em lo. Anh ghét nhất người ta uy hiếp anh, nhất là phụ nữ. Em muốn chết phải không? Em coi anh có cản em không? Em không phải uy hiếp, mà là yêu cầu. Bao nhiêu năm nay em chưa bao giờ hạ thấp mình cầu xin anh như ngày hôm nay. Hôm nay là lần đầu tiên, và cũng là một lần duy nhất. Bao nhiêu năm nay, nếu anh cảm thấy mình từng mắc nợ em, Hôm nay là cơ hội cho anh trả nợ. Em muốn anh lập tức từ bỏ Hương Tuyết Nhi. Anh nói Bạch Bình ơi là Bạch Bình, tốt nhất đừng làm anh ghét em. Người phụ nữ hở một chút là ghen, khiến người ta rất ghét. Người phụ nữ hở một chút lấy mạng mình ra uy hiếp đàn ông càng đáng ghét hơn, em có biết không hả? Anh có còn yêu em không? Anh không cần trả lời, em đã biết câu trả lời rồi. Em không muốn tự làm bẻ mặt mình. Em không quan tâm. Em có thể tiếp tục sống, nhưng đến cả sĩ diện cũng không còn. Anh kêu em làm sao mà sống đây? Nếu em muốn sống tiếp thì không thể để Hương Tuyết Nhi lấn chiếm vị trí của em. Em chỉ cần lời hứa của anh thôi, từ bỏ Hương Tuyết Nhi. Em nói anh biết, em tuyệt đối không phải chỉ làm cho có mà thôi. Cũng không phải em đang uy hiếp anh. Em lấy sinh mạng của mình cầu xin ông chủ Kiều Anh hãy thương xót, hãy giúp đỡ em. Em chỉ mong như vậy thôi. Xin anh đó. Tốt nhất em suy nghĩ kỹ càng. Anh sợ người hối hận sẽ là em. Nếu như anh không muốn em hối hận thì để em chết đi cho rồi. Cô Hoài, đã xảy ra chuyện gì không? Chị yên tâm, chị Bạch không sao.
Thần Tuyết Nhi đâu? Chắc đang ở trên lầu. Con không định ngồi đây tới trời sáng chứ? Không phải chuyện gì cũng được như ý mình, chỉ cần không thẹn với lòng. Cô Hương, ông chủ Kiều kêu tôi tới nói với cô, buổi chiêu đãi phóng viên ngày mai hủy bỏ rồi. Ông ấy không định ký hợp đồng với cô đâu. Cô Hương à, muốn diễn vai chính sao? Ông trời vẫn chưa mù đâu. Chuyện này là sao vậy? Là sao hả? Vẫn chưa hết đâu. Tôi cho hai người 10 phút thu dọn hành lý. Sau 10 phút đó, mau chóng cuốn gói rời khỏi đây cho tôi. Không đuổi cô ra khỏi đây thì không được coi là công đức viên mãn. Đồ đặt nhiều vậy, 10 phút làm sao kịp? Cái gì? 10 phút không kịp sao? Đợi thêm lát nữa, chỉ còn 8 phút thôi. Chị Tiểu Muội, canh chừng đi, đừng để họ lấy đi bất cứ thứ gì trong nhà mình. Chị Bạch đã căn dặn rồi, phải coi chừng thật kỹ. Đúng rồi, bây giờ tôi muốn uống cà phê, 10 phút sau tôi sẽ quay lại. Dạ được. Đây, cô Bạch đó kêu cậu Hàng tới tối như vậy rồi còn đuổi chúng ta đi. Rõ ràng cố tình gây khó dễ mà. Chỉ còn 10 phút thôi, mình dọn đồ đi mẹ. Mười năm nay là ai khiến anh kiếm được một số tiền cách xù trong giới điện ảnh Thượng Hải? Lại là ai khiến anh lên như diều gặp gió, lột xác trong Hắc Bạch Hai Đường hả? Nếu không nhờ Bạch Bình tôi mặt trẻ mày trơ, hy sinh sắc đẹp, kéo mối quan hệ cho anh, thì Kiều Hiển Đông anh đến giờ vẫn là một tên lưu manh không thân phận địa vị. Chứ đừng có ra vẻ ta đây. Kiều Hiển Đông, tôi liều mạng với anh. Cô điên rồi sao? Lên xe. Anh cũng không phải là người đàn ông cam lòng cho đàn bà trút giận. Nếu như em còn muốn làm người của Kiều Hiển Đông anh, sau này tốt nhất đừng hở một chút là chọc giận anh. Đứng lại đó. Mở ra tôi kiểm tra. Cậu, đưa đây. Chị Tiểu Muội, mở ra đi. Cái này, mở ra. Để tôi. Được rồi. Chị Tiểu Muội, đi đi.
Cô Hương, đợi sau khi cô tìm được chỗ ở rồi thì cho tôi biết địa chỉ mới của cô. Đợi cậu ba về rồi tôi nói với cậu ấy. Chị của Bạch Lãng hận tôi tới tận xương tủy. Tôi không muốn làm anh ấy khó xử. Nếu chị gặp anh ấy, cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe của anh ấy là được. Cô Hương à, chỗ tôi có chút tiền, cô cầm lấy phòng hờ. Chị tiểu muội không cần đâu. Thật mà, thật là không cần đâu. Tôi đủ mà. Cô ta xém chút hại chết chị Bạch. Chị còn giúp cổ sao? Chị Bạch nuôi chị mấy lâu nay đúng là tốn cơm mà. Chị tiểu muội, tôi vẫn còn tiền. Số tiền này chị để dành xài đi. Chị bảo trọng. Chị đừng lo. Chúng ta chịu cực được mà mẹ, đúng không? Tạm biệt. Đi. Cô không hề hấn gì phải không? Tôi chờ chết cô. Chúng ta đi đâu đây? Chúng ta tìm một phòng trọ ở trước, rồi tính sau đi mẹ. Thượng Hải là một thành phố đầy cơ hội. Chỉ cần chúng ta không sợ cực, sẽ không chết đói đâu. Đây. Mẹ, mẹ hãy nhìn con. Nhìn con đi. Nín đi mẹ. Chuyện xảy ra tối hôm nay không có gì to tát hết mẹ à. Chỉ là Kiều Hiển Đông không ký hợp đồng với con thôi. Chứ đâu phải là ngày tận thế gì. Mẹ coi đi, trời vẫn chưa sập mà, không phải sao? Đừng khóc nữa mẹ. Còn về chị Bạch, hai chúng ta cũng đâu thể ở nhờ người ta hoài được. Chúng ta có thể thông qua chuyện ngày hôm nay tìm một căn nhà thuộc về hai mẹ con mình. Như vậy cũng tốt mà. Sau này không nơi nương tựa, cuộc sống càng khổ cực hơn. Mẹ, chúng ta không cần trông cậy người khác. Chúng ta vẫn có thể sống qua ngày, sống tốt mà mẹ. Mẹ vẫn còn có người con gái này mà. Mẹ, mẹ yên tâm. Con nhất định sẽ cố gắng hết mình. Cố gắng đóng phim. Cố gắng gây dựng sự nghiệp ca hát của mình. Còn phải kiếm thật nhiều tiền. Mua cho mẹ một căn nhà lớn thiệt là lớn. Ở trên đường Hà Phi. Con sẽ mua nhà trên đường Hà Phi. Để mẹ sống cuộc sống sung sướng. Mẹ à, ngày xưa mẹ sống cũng đủ vất vả rồi. Con muốn nửa đời sau của mẹ được an hưởng tuổi già. Mẹ nín đi. Chị Bạch, tôi xem thường nhất là cô ta ăn nhở đậu trong nhà chị. Đúng là mặt dày không biết xấu hổ. Cũng tại tôi không tốt. Tôi không nên tự ý quyết định đuổi cô ta ra khỏi nhà. Chuyện này phải để chị tự đuổi cô ta đi. Như vậy mới hả dạ. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Được rồi, được rồi, được rồi. Anh đừng có ở đó nói dài nữa. Tôi chóng mặt quá. Mấy giờ rồi? Đã 10 giờ. Anh điện cho Kiều Hiển Đông dùm tôi. Nói với anh sắp tới thời hạn tôi đã cho ảnh. Kêu là trả lời tôi ngay lập tức. Chị Bạch, thật ra trận này chúng ta thắng rồi. Buổi chiều đại phóng viên và buổi họp báo và trưa nay đều hủy hết trơn rồi. Sao anh không nói sớm? Ông chủ Kiều không nói chị biết quyết định này sao? Vào đi. Cô Bạch à,
Đây là ông chủ Kiều kêu tôi đem tới cho cô. Đây là cái gì? Là phim gốc của Dương Quý Phi. Cô Bạch à, tôi về trước đây. Chị Bạch, tôi đúng là có bản lĩnh thật. Tuy không thể để một người đàn ông yêu tôi suốt đời, nhưng ít nhất có thể khiến anh ta hận tôi suốt đời. Anh Đinh, cô tới rồi hả? Xin lỗi vì để cô chờ lâu. Không sao, cô Hương có thể chịu thiệt tới ban động ca này của chúng tôi, tôi tất nhiên rất lấy làm vui mừng. Nhưng mà hàng ngày chúng tôi đều chạy rất nhiều đài, những khi rảnh còn phải đi khắp nơi tìm quảng cáo về, giả lại tiền thu nhập cũng không được ổn định lắm. Không sao đâu, chỉ cần có việc làm tất cả không còn là vấn đề. Vậy chúng ta quyết định vậy đi. Cô đừng gấp quá, chúng ta còn phải nói về vấn đề phân chia nữa. Anh là trưởng nhóm, phân chia thế nào do anh quyết định. Tôi không so đo đâu. Cô đó, cô không sợ thiệt thòi gì hết, ngốc quá rồi. Chúng ta ra ngoài làm việc, trước tiên phải bảo vệ lợi ích của bản thân. Nếu không người ta nuốt cô rồi, không những không biết cảm ơn cô, ngược lại còn ở sau lưng chửi cô là đồ ngu nữa. Chịu thiệt một chút cũng không sao. Nếu làm người lúc nào cũng so đo thì nhất định sẽ sống rất mệt mỏi. Tốt quá rồi, chào mừng cô gia nhập ban đồng ca Mỹ Lạc. Năm, bốn, ba, hai. Xin chào các bạn nghe đài vũ đài không trung dạng Kim Hương Yên. Tôi tên là Hương Tuyết Nhi. Chào mừng, chào mừng, chào mừng nghe đài. Các anh muốn làm gì? Để muốn sống thì đứng qua một bên đi. Đập. Đập hết đi. Đi thôi. Ai đó? Cứu tôi với. Đến rồi hả? Anh Đinh, tay của anh. Không có gì. Tối hôm qua tôi về nhà bất cẩn dấp té. Ngồi đi. Anh Đinh à, chuyện là vậy. Gần đây kinh tế Thượng Hải đang gặp khó khăn, ban động ca của chúng ta cũng không tìm được quảng cáo. Cho nên theo tôi thấy, sau này chúng ta có cơ hội mới hợp tác được không? Anh Đinh, anh nói thật tôi biết đi. Thật ra xảy ra chuyện gì? Là... Anh Đinh à, tôi nhận được thông báo của đài, nói là nếu ban động ca có cô ở trong đó thì chương trình của chúng tôi sẽ không thể tiếp tục phát sóng. Cho nên thành thật xin lỗi. Cô cũng biết đó, tôi còn người nhà phải chăm sóc, kiếm sống cũng không dễ. Tạm biệt cô.
缠绵，天降雪，夜正黑，吻在眉间，漫漫长路孤独无所谓。哎，有谁？高张。Bên này, chạy mau. Đánh đuổi bồi tây, chọi chết cổ đi. Chọi chết cổ đi. Đánh đuổi bồi tây, chọi chết cô ta đi. Chọi chết cô ta đi. Đánh đuổi bồi tây, chọi chết cô ta đi. Chọi chết cô ta đi. Cái cô kia, nếu còn dám xúc đầu lùi gì đi khắp nơi, chúng tôi sẽ cho cô biết mùi. Đi thôi, đánh đuổi nữ bồi tây. 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 Rồi đi. Sao em lại tới hả? Anh quên sao? Hôm nay chúng ta dẫn Tiểu Xuyên tới khu vui chơi mà. Công việc của anh bận rộn quá, quên mất luôn chuyện này. Tiểu Xuyên à, ba xin lỗi. Thôi được rồi, chúng ta tới Tân Á ăn cơm trước, sau đó mới tới khu vui chơi. Đi nào con. Hôm nay không được. Anh bây giờ có vụ kiện lớn, hai hôm nữa phải đi ra tòa. Còn cả đống tài liệu vẫn chưa soạn xong. Hay là vậy đi. Em dẫn Tiểu Xuyên đi ăn cơm, sau đó cho tài xế đem đại món gì đó về đây cho anh là được rồi. Anh hứa với Tiểu Xuyên rồi, người lớn không được nói dối với con nít. Nếu không sau này nó không tin anh nữa đâu. Hôm nay e là không được rồi. Tiểu Xuyên à. Nè, lát nữa bà sẽ mua đồ chơi cho con, có chịu không? Đừng giận ba nhé. Chịu không? Alo. Anh ấy không có đây. Hôm nay là ngày nghỉ, nếu có chuyện gì vui lòng ngày mai gọi điện lại. Nguyễn Trinh à, em qua đây. Tiểu Xuyên, là ai điện vậy? Em không biết, mặc kệ đi. Nguyễn Trinh, em có biết cuộc gọi này đối với anh mà nói có lẽ rất quan trọng, có thể là người ủy thác gọi điện cho anh. Biết đâu người ta có chuyện rất quan trọng muốn bàn với anh thì sao? Trễ nửa ngày một ngày cũng đâu có sao đâu. Người ủy thác của anh là khách hàng của anh, họ là thần tài của anh. Văn phòng luật sư nhỏ này anh chỉ mới khai trương thôi. Cho dù là khách hàng như vậy, danh tiếng của anh cũng vậy, đều cần phải từ từ gây dựng. Nếu anh làm mất lòng một người khách hàng, để họ đồn ra ngoài rồi còn ai tới tìm anh nữa? Quý Đình, thật ra anh không cần căng thẳng vậy đâu. Thần tài lớn nhất của anh đang ngồi ở đây nè. Bên nhà mẹ em người đông, để em giới thiệu cho anh. Anh nói với em rất nhiều lần rồi, anh không muốn nhờ em, anh muốn nhờ vào bản thân mình. Quý Đình, Quý Đình à, không phải em ép họ đưa vụ kiện cho anh. Em chỉ giới thiệu cho anh quen, làm tốt mối quan hệ. Đợi đến khi họ cần rồi, tự nhiên sẽ tới tìm anh thôi. Những người trong nghề làm ăn đều là vậy hết. Mình giới thiệu họ, họ giới thiệu cho mình. Người một nhà mà, dễ nói chuyện hơn. Người một nhà. Anh không dám trèo cao. Anh đừng nói với giọng đó. Họ hàng bên nhà mẹ em, có ai không đối với anh khách sáo vui vẻ ôn hòa? Có ai xem thường anh đâu? Sao anh lại nói vậy? Sao đến giờ em vẫn không hiểu? Trên thực tế họ không xem anh ra gì. Họ không xem anh là một con người. Anh chỉ là thứ phụ thuộc trên người em, một đồ trang sức thôi. Họ hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của anh. Họ chẳng thèm ở phía sau lưng nói xấu anh, cũng chẳng thèm cho anh nhìn sắc mặt. Phớt lờ sự tồn tại của anh chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với anh. Họ hàng em không phải vậy. Anh nghĩ sai rồi. Anh không hề nghĩ sai. Anh biết họ đối xử với anh như thế nào.
Họ cho rằng anh là người đàn ông chỉ biết sống bám vào vợ mà thôi. Trong lòng họ lúc nào cũng xem thường anh. Đó là vì anh mặc cảm nên mới nghĩ vậy thôi. Họ không vậy đâu. Anh phải nói thế nào em mới chịu tin đây? Vậy được. Anh là tiểu nhân. Anh cố tình vu khống họ. Vậy được chưa? Anh làm gì mà dữ vậy? Anh coi, tiểu sư bị anh làm sợ tới khóc rồi. Được rồi, mẹ ẵm nha. Chúng ta về nào. Ai vậy trời? Chào bà. Cho hỏi bà Hương có sống ở đây không? Bà Hương, có người tìm kìa. Bà Hương. Chào bà Hương. Cho hỏi cô Hương có ở nhà không? Cậu Hàng à, Tuyết Nhi không có ở nhà đâu. Vậy bà có biết cô ấy đi đâu không? Nó gia nhập một ban đồng ca. Nghe nói sắp trình diễn rồi. Nên sáng nào nó cũng tới ban đồng ca luyện giọng hết. Chú tính đi. Cảm ơn nha. Tuyết Nhi. Mẹ à. Tuyết Nhi à, sao con lại giấu mẹ? Hi. Chào cô Hương. Hôm nay tâm trạng của tôi rất vui. Bữa sáng sớm là cùng bác gái tới xem ban đồng ca buồn cười nhất tại Thượng Hải rồi. Mình đi mẹ. Nè, tôi cho cô một cơ hội. Nếu cô nói tiếng xin lỗi với tôi, tôi cam đoan cô không còn xui xẻo, may mắn về với cô. Tại sao tôi phải xin lỗi anh? Bởi vì tôi là tiểu nhân. Ai hụt hạc với tôi một thời gian thì tôi hụt hạc với người đó suốt đời. Tôi có sở thích như vậy đó. Cậu Hàng, tôi xin cậu tha cho chúng tôi đi. Mẹ đừng cầu xin hắn. Hương Tuyết Nhi, tôi cảnh cáo cô, tôi sẽ khiến cho cô sau này còn thế thảm hơn bây giờ. Họ Hàng kia, anh đừng hiếp người quá đáng. Tôi cũng cảnh cáo anh, trước khi anh muốn làm tôi cực khổ, anh đi lục lại tờ báo ngày 13 tháng 8 năm ngoái đọc đi. Ông dư tiêu của trại tị nạn đó, hậu quả của ông ta là như thế nào? Mẹ, ta về thôi. Chúng ta về trước đi. Mẹ, con là mẹ thức à? Mẹ dậy lâu rồi. Mẹ ngủ thêm lát nữa đi. Bây giờ vẫn còn sớm mà. Mẹ đi làm chung với con.
Mẹ không cần đâu. Rảnh thì mẹ ở nhà nghỉ ngơi đi. Số mẹ là số cực. Số cày không làm gì, ngồi ở nhà như vậy sẽ sinh bệnh mất. Chỉ bằng ra ngoài hoạt động gần cốt, có khi còn hay hơn. Dạ được. Cô Hương, sao vậy? Cô quên rồi sao? Tôi là phóng viên của báo đại chúng. Tôi nhận ra anh. Anh là Tiểu Phương. Thật không ngờ cô Hương vẫn còn nhớ tôi. Cô Hương à, tôi muốn làm cuộc phỏng vấn với cô. Không biết cô có đồng ý hay không? Phỏng vấn tôi. Thật không ngờ cho tới bây giờ vẫn có người muốn biết chuyện của tôi. Cô Hương, cô đồng ý cho tôi phỏng vấn đi. Không tốn bao nhiêu thời gian của cô đâu. Bây giờ tôi khác xưa rồi. Tôi sợ những bài anh viết độc giả họ không thích đọc đâu. Thôi bỏ đi. Cô Hương à, cô rất có thành ý mà. Có phải cô sợ độc giả biết được tình hình bây giờ của cô? Cô sợ họ chê cười có phải không? Đủ rồi đó cậu kia. Cậu nói xong chưa vậy? Đã nói không cho phỏng vấn thì là không cho phỏng vấn. Cậu mau về đi. Đi đi. Được rồi mẹ à, không sao. Anh Phương à, tôi không còn là người trong ngành phim ảnh nữa. Tôi nghĩ quần chúng trên Thượng Hải không muốn biết chuyện của tôi đâu. Anh nên phỏng vấn những diễn viên nổi tiếng thì hơn. Cô Hương, báo đại chúng của chúng tôi không phải là báo bình thường như báo giải trí khác. Biên tập của chúng tôi khích lệ chúng tôi viết những bài viết nghiêm túc có chiều sâu. Tôi cảm thấy cô là một đề tài xã hội rất hay. Muốn ôm em, nhưng đổi lại chỉ là nỗi cô đơn đến với anh. Nếu không yêu em thì không cần nhớ nhiều như vậy. Em và anh chỉ thích hợp làm bạn bè. Bao nhiêu năm nay anh luôn tìm kiếm là vì cái gì? Chỉ vì một chữ yêu khiến anh sai. Bầu trời này có bao la hơn nữa cũng không thuộc về anh. Anh không muốn bị em giày vò. Anh muốn quên đi tình yêu và thù hận. Muốn ôm em, nhưng đổi lại là nỗi cô đơn. Nếu ôm em trong lòng, cũng có nghĩa anh ôm bầu trời trong lòng. Mất đi cầu vồng, trong cơn mưa cũng dày đặc sương mù. Nó dẫn dắt anh từ từ đi tới nỗi trống vắng. Muốn ôm lấy lại là gì nhỉ? Người anh yêu không hề yêu anh. Bao nhiêu năm nay giày vò bấy lâu, giữa tình yêu và ước mơ từ từ gián đoạn trong không gian. Muốn ôm em, nhưng đổi lại là nỗi cô đơn. Nếu ôm em trong lòng, cũng có nghĩa anh ôm bầu trời trong lòng. Mất đi cầu vồng, trong cơn mưa cũng dày đặc sương mù. Nó dẫn dắt anh từ từ đi tới nỗi trống vắng. Muốn ôm lấy lại là gì nhỉ? Người anh yêu không hề yêu anh. Bao nhiêu năm nay giày vò bấy lâu, giữa tình yêu và ước mơ từ từ gián đoạn trong không gian. Anh không thể suốt ngày không làm chuyện gì. Anh có thể đừng để ý đến người khác nghĩ anh thế nào không? Anh có thể. Nếu như anh không có lòng tự trọng. Quý Đình, anh cho tôi gặp nó đi. Quý Đình, tôi là ba của Tiểu Xuyên. Tôi có quyền quyết định nó có thể gặp ai, không thể gặp ai. Tất cả những người có ảnh hưởng sâu tới nó đều không được gặp. Tiểu Xuyên, cậu muốn làm gì? Nó là con của tôi. Tôi thích ngược đãi nó thế nào cũng được hết. Sao chị tàn nhẫn vậy chứ? Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên.